cái nghiệp đến với mình mà mình đau khổ mình nhận á, cái đau khổ nó tăng, nó lạ vậy. Còn mà vui vẻ nhận á thì cái nghiệp đó nó nhẹ. Ví dụ như xin lỗi quý vị nghe, ví dụ cho vui, mình có ông chồng mà ông tệ hơn ông chồng của người khác. Ông chồng người khác á, thì ta sức khuya dậy sớm lo làm ăn kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, chăm lo gia đình hạnh phúc. Đỡ có ông chồng này sáng xỉn chiều say, đi sớm về khuya be bét, rồi về nhà thì hung dữ, ăn hiếp vợ con, la lối sân si chửi mắng sầm. Tối hôm nay về ở nhà, khi ông đi nhậu về ông gõ cửa, mình mở cửa ra. Thay vì trước đây mở cửa ra mình sân si dữ lắm, thấy cảnh đó mà sao chịu nói, mình phải cũng la ó rồi mình cũng chửi mắng ổng. Kỳ này nở nụ cười, dang rộng đôi bàn tay ra: nhân quả nghiệp báo của em mới đi nhậu về đó hả? Được không? Có lý à? Thấy không? Không biết tôi tạo nghiệp gì mà tôi gặp ông. Chứ bây giờ mày mà mở ra mà chửi ông, ông sùm hết thì ông mà lỡ mà ông xỉn rồi là ông không làm chủ được, ông đánh cho rồi khổ nữa. Thấy không? Rồi ông nhằn, ông nói bà sao mà tối ngày cứ nhằn gì này nọ lâm ra rồi ông sân si nữa. Thôi bây giờ không nữa, bây giờ nở nụ cười nghe, thay đổi mà. Trước đây thì mình mở cửa ra và thấy ông sai xỉn là bực lắm, đi về trễ bực lắm, là la ông sùm hết. Chồng con gì không có lo lắng gì hết trơn. Tôi cưới ông như cưới cục nợ rồi đó, ông sùm hết. Thì bây giờ khác, tối nay làm thử đi, mở cửa ra nở nụ cười, nói một câu cho nó vui: nhân quả nghiệp báo của em mới đi nhậu về đó hả? Bé ông vô, vô đây, nhân quả của em vô đây, ngồi xuống để em lấy khăn em lau mặt cho. Nó nhẹ nhàng, vui vẻ nhận. Bây giờ mình phải vui vẻ mà nhận. Không biết chồng ta thì xứ nhìn phát ham, chồng mình nhìn phát ớn luôn vậy. Bắt đầu vui vẻ nhận, bởi vì mình quan niệm rằng là có nhân quả rồi. Thấy không nè, không có gì tự phát sanh, nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm quán hận nay thêm đầy. Quán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh. Không còn tham giận giam mình, khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Làm nổi không? Không nổi. Đó, đạo Phật là dạy mình phải ráng làm, những cái điều khó làm mình làm được. Dù giận đừng mắng người ta mới là hay. Cái người tu nó phải khác hơn người không tu ở chỗ này. Cái người không tu mà người mình giận người nào là mắng người đó. Rồi còn dũng được xưng tên, tánh con vậy, con mắng rồi thì thôi, chứ con không để bụng. Con giận con chửi liền, mằng mặn chửi rồi thôi. Trời ơi, đập sư sẽ nói: ủa, bà chửi người ta rồi thôi, chứ không lẽ giờ bà chửi người ta là bà đánh người ta nữa. Bà giận người ta, bà chửi là đã tạo nghiệp rồi. Khi mình chửi là gì? Khẩu gì? Khẩu nghiệp. Mà quý vị biết miệng xây núi nghiệp ít giờ nào tan. Cái miệng mình xây cả núi nghiệp, chứ không có không nhỏ đâu. Rồi biết bao giờ mới tan hết nghiệp. Tu cái khẩu nghiệp là tu được nữa rồi đó. Cho nên đó là cái người đó họ tự hào là nói: con giận là con chửi liền, con chửi xối xả luôn, con chửi rồi thôi. Bà đi khoe với sư vậy đó. Sư nói: bà chửi người ta rồi thôi, chứ không lẽ bà chửi người ta rồi bà muốn gì nữa, ăn thịt ta nữa hả? Chửi người ta đã tạo nghiệp rồi. Khi nào bà giận mà bà không chửi á thì mới đáng nói. Hiểu cái ý này không? Người ta tốt với mình tốt lại là chuyện bình thường. Người ta không tốt với mình vẫn tốt với người ta mới là chuyện đáng nói.